Hồi tối hôm qua thầy có hướng dẫn một số cái bài tập ở chương 1 á, gửi lên YouTube cho các em xem trước ha. Rồi những cái bài tập còn lại đó thì có thắc mắc gì thì chúng ta trao đổi thêm. Thì các em có thể gửi hình những cái phần mà thắc mắc qua bên cái Zalo, rồi thầy giải đáp cho các em, cho em và cho tất cả các bạn trong lớp luôn ha. Thì nhắc lại đó, thì ở chỗ cái bài 1.2 thì mình mới chỉ nghiên cứu các phép toán giữa biến cố thôi. Thì nó chỉ có phép với toán đối lập nè, biến cố đối lập nè, phép giao cái biến cố, rồi hợp cái biến cố, thấy không? Thì từ cái phép giao biến cố thì mình sẽ đưa ra định nghĩa cái phép hiệu của biến cố, nhưng mà cái dấu hiệu biến cố thì không có ghi cái dấu trừ giống kiểu số này, không? Đấy. Thì cái chỗ này đó thì mình không có ghi là một trừ chỗ này, mà mình ghi là biến cố đối của biến cố A1 ngang, A2 ngang, A3 ngang này, A4 ngang này, biến cố đối của nó, tức là mình gạch thêm một cái gạch đầu ở phía trên đây này. Đấy. Thì thực chất nó chính là A1 hợp với A2 hợp với A3 hợp với A4 ha. Đấy, thì ghi ở bên cái dấu hợp này được, hoặc là chúng ta có thể ghi dấu hợp thành dấu cộng cũng được, thấy không? Còn cái chỗ mà bạn tô màu đỏ này nó là chưa được ha. Rồi thầy lưu ý các em như thế. Rồi có ai có trao đổi gì thêm không ạ? Ở đây thì cái bài tập chương chương 1 của mình đó là nó tới 90 mấy bài rồi, đúng không? Thầy ơi. Dạ thầy ơi. Em hỏi bài nào thì thầy về sẽ hướng dẫn giải bài đó, không? Chứ bây giờ chín mấy bài này mình không có giải hết được. Dạ thầy, câu 1.4 á thầy, tại vì cái phần bài giải của thầy nó có cái đề nó khác chút xíu so với cái tài liệu của thầy, cho nên là thầy cho em xin cái đáp án trong tài liệu để em dò lại. Ủa, 1.4 là thầy lấy trong đây thì giải mà. Dạ nó khác cái BA với BA trừ á thầy. 1.4 hả? Dạ đúng rồi. 1.14 hay 1.4? Dạ 1.4. BA là Dạ nhiêu? chưa. Dạ trên cái YouTube của thầy là BA chứ không phải là BA trừ. Cái này là BA trừ hả? Cái bài đó là B ở trong YouTube là BA hả? Dạ đúng rồi, cho nên là cái đáp án nó khác đó thầy. Vậy hả? Thì mình giải này lại thôi. Giải cái này nếu mà nó có BA trừ BA gạch này đó, thì mình suy ra được BA đúng không? Đây, BA thì BA nó sẽ bằng là nhiêu? 3 phần 8. 3 phần 8. Vậy thì chỗ này nó sẽ bằng nhiêu? 3 phần 8 cộng với 1 phần 2 tức là 4 phần 8 không? BB nè. Rồi trừ BAB tức là trừ cho 2 phần 8, 2 phần 8, 1 phần 4 là 2 phần 8 nè. Vậy thì ra ra nhiêu? Dạ 5 phần 8. Đúng rồi, 5 phần 8. Thế thôi. Rồi còn chỗ này thì nó sẽ ra gì? Mình dùng cũng đúng công thức đó, mình thế vô thôi. Thấy không? Cái này là BA nè. Cộng cho B ngang. Rồi trừ cho B xác suất của biến cố A B ngang. Nha, xác suất của biến cố A B ngang. Thì BA là mình có rồi. Mình có thể ghi là BA. Ghi ghi lại đi. Cái này là cộng cho là 1 trừ BB. Rồi chỗ này BA ngang B thì mình sẽ ghi thành là BA trừ BAB. Không. Mình bỏ chỗ ngoặc ra, có chỗ ngoặc ra chứ, bỏ ra thì nó thành chỗ cộng.
Vậy thằng này đơn giản như này thôi, nghĩa ra gì, 1 trừ bb hả, 1 trừ bb là 1 phần 2, 1 phần 2 cộng 1 phần 4 là ra nhiêu, cái này là 1 phần 2 nè, cái này cộng 1 phần 4 là ra 3 phần 4 phải không, đúng đó bác chưa. Dạ đúng rồi. Vậy thì cái này rõ ràng nó không ảnh hưởng đến BBA đúng không? Cái này nó không ảnh hưởng đến cái xác suất của biến cố A, cho nên là nó giãn ra giống cái kết quả ở trên cái video trên YouTube của thầy ha. Còn ở câu C thì có thay đổi không? AB đều không xảy ra. AB đều không xảy ra, rồi nó ra gì nè? Thì xác suất của biến cố AB đều không xảy ra đó thì mình sẽ ghi thành là B A ngang giao với B ngang ha. Thì cái chỗ câu C này nè, cả A và B đều không xảy ra, cả A B đều không xảy ra, thì và mình nhiều khi mình làm hiểu cái này nó chính là biến cố đối của biến cố A cho B, thì không phải, cái này nó chính là xác suất của biến cố A hợp B, biến cố đối của biến cố A hợp B như thế này, và ở đây nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A hợp B. À, nhưng mà lúc nãy là ở chỗ câu câu A là biến cố A hợp B của mình là 5 phần 8 thôi, vậy thì cái này nó sẽ bằng 1 trừ đi cho 5 phần 8, tức là 3 phần 8. Đấy, vậy thì cái chỗ này câu C nó sẽ là, câu C nó sẽ là 3 phần 8. Còn ở câu D thì nó là AB không xảy ra đồng thời, tức là mình tính xác suất của biến cố A giao B. AB xảy ra đồng thời có nghĩa là A giao AB cùng xảy ra, còn không xảy ra đồng thời là cái gạch ngang này là mình kéo dài từ A đến B luôn. Chứ nó không giống như câu C là cái gạch ngang này chỉ cái nó ở phía trên chữ A và phía trên chữ B riêng biệt không. Em phải lưu ý cái đó. Thì em lưu ý là cái A ngang nè, B ngang nè, nó sẽ khác cái A giao B mà tất cả gạch ngang. Thấy không? Tức là biến cố đối của A giao B, cái này đọc là không xảy ra đồng thời. Cái này là điều không xảy ra ha. AB đều không xảy ra nè. Vì cái này thì mình sẽ dùng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B là được ha. Cái này cũng 3/4. Còn câu E thì chỉ có A xảy ra đúng không? Chỉ có A xảy ra, tức là xác suất của biến cố A B ngang. A B ngang nãy trên mình có tính rồi nè. A B ngang thì nó bằng là xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A cho B ha. Vậy thì còn câu F là xác suất của biến cố A. A B ngang cộng đi cho xác suất của biến cố A ngang B. Hai cái này là chỉ có một trong hai biến cố này xảy ra. Đấy. Rồi chúng ta có cần trao đổi gì thêm không ạ? Rồi còn thắc mắc gì thì cứ trao đổi. Thì cái bài tập 1.9 này đó là chúng ta làm quen với ba biến cố rồi. Ha, ba biến cố ABC. Hôm trước thì mình chỉ làm việc với hai biến cố AB, ba biến cố rồi, thấy không? Nhưng mà nếu mà trường hợp ba biến cố đạp lập thì nó dễ tính, còn trường hợp mà nó tổng quát như thế này thì rất là khó tính rồi, thấy không? Thì coi cái lời giải của bài này, trước thì có soạn rồi rồi.
cái này nó phức tạp nha. Thì xóa đi rồi lát thì chỉ lần lại cho các em cho nó dễ hình dung. Rồi khi mình bị phân tán ở bài giải những câu dưới không? Thì ở đây đó là cái bài tập 1.9 nè, mình có 3 biến cố. Thì em lưu ý là khi người ta nói trên không gian xác suất, mình thấy cái cụm từ trên không gian xác suất này thì ở trong tài liệu ít, nó trong lý thuyết thì nó không có để, nhưng mà đây nó để. Thì mình hiểu không gian xác suất này là gồm cái không gian mẫu của phép thử cùng với một cái xác suất ở trên đó, cái xác suất biến cố không, thì nó gồm có hai hai cái, một bộ gồm hai cái thành phần, đó là gồm có không gian mẫu, và ở trên không gian mẫu đó mình sẽ trang bị xác suất của biến cố nữa, thì gọi là không gian xác suất. Mình hiểu đại khái như thế. Và ở đây mình có ba biến cố, thì xác suất của biến cố A nó là bằng 0,7, không trong cái đề nó 0,7, trong cái đề 0,7 nè. Biến cố B là 0,6, biến cố C xác suất 0,5, và xác suất của biến cố A vô B là 0,4, B vô C 0,2, A vô C là 0,3, rồi A vô B vô C là 0,1. Yêu cầu là tính xác suất cả ba biến cố đều không xảy ra, không đều không xảy ra, điều không xảy ra, tức là mình tính xác suất của biến cố là A ngang giao với B ngang giao với C ngang nha. Thì nó sẽ bằng 1 trừ đi xác suất của biến cố A hợp B hợp C ha. A B hợp C. Thì cái công thức này là công thức cộng xác suất cho trừ trường hợp 3 biến cố nha. Nó sẽ bằng tổng cái xác suất của từng biến cố riêng biệt đúng không? Rồi sau đó là trừ đi cho tổng cái xác suất của từng đôi biến cố, và cộng cho xác suất của giao của ba biến cố. Thì tất cả những cái này nó đều có, nó đều có cái là xác suất hết rồi, những cái số hết rồi. Rồi mình thấy vô thì ra bằng không, vậy thì rõ ràng là cái biến cố là A giao B giao C này xác suất bằng không, A giao ngang giao B ngang giao C ngang, tức là cả AB BC đều không xảy ra là xác suất nó bằng không. Không. Còn ở câu B là yêu cầu tính xác suất là có hai, có đúng hai trong ba biến cố A, B và C xảy ra. Tức là ở đây mình sẽ tính xác suất của biến cố gì? Đây, biến cố tổng này. Mình sẽ tính xác suất của biến cố tổng này. Không. Nhưng mà cái đây là hai hai cái nhóm ở trong cái tổng này đó, hai cái nhóm trong cái tổng gồm ba nhóm không, là nó xung khắc, tức là nó xung khắc từng đôi nè, cho nên là xác suất của tổng là bằng tổng xác suất nè, không đấy, xác suất của tổng bằng tổng xác suất này, chỗ này nè, kiểu dấu bằng này qua đây này. Đó. Còn còn xác suất của biến cố A giao B giao với C ngang, thì thực chất là mình áp dụng công thức này nha. Thì em nhớ thầy công thức là A giao B ngang nè, không tức là một biến cố nào đó là giao với cái biến cố đối của biến cố B, thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố đó rồi trừ đi cho xác suất của biến cố đó rồi giao với là biến cố B. Đấy. Thì thế này đúng không? Đấy. Thì bây giờ chỗ này là mình sẽ áp dụng cho cái AB này, nó đóng vai trò giống như cái chữ A ở trên đây, giống cái chữ A trên này, còn cái C ngang này nó đóng vai trò giống cái chữ B như này, B ngang này, thì vậy thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A giao B trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B và giao C, tức là A giao B giao C đúng không? Đấy, thì mình khéo léo áp dụng những cái công thức này thì mình sẽ giải được, và tất cả những cái này nó đều có số thế vô không? Đấy, thì em thấy đây là BAB là bằng 0,4, ABC là 0,1, vậy 0,4 trừ 0,1
Rồi tương tự vậy thì AC là bằng 0,3. Xác suất của biến cố A giao C là bằng 0,3. Rồi trừ đi cho 0,1. Rồi ở bên đây thì nó là xác suất của biến cố BC. Rồi trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B giao C. BC là chỗ này nè. BC giao với A ngang thì bằng là xác suất của biến cố BC rồi trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B giao C rồi giao A, tức là ABC luôn, đúng không? Đấy, thì mình thấy số vô thì nó ra là 0,6. Đấy, như vậy thì xong câu B. Để sang câu C là nó nói là có đúng một trong ba biến cố A, B và C xảy ra. Cái này nó cũng hơi phức tạp đúng không? Tức là mình tính cái này. Đấy, nếu như mà nó là các biến cố độc lập thì nó dễ rồi. Đằng này nó không độc lập, đúng không? Đấy, cho nên là mình sẽ tính theo kiểu, nhưng mà nó không có cho cái xác suất điều kiện nữa, cho nên mình không có tính theo công thức nhân xác suất bình thường mà mình sẽ tính theo công thức về xác suất của biến cố hiệu. Thì em lưu ý là cái biến cố là A giao B ngang giao C ngang, đúng không? À, tức là ở đây mình sẽ tính cái xác suất của biến cố là A nè giao với B ngang giao với C ngang, đúng không? Đấy. Thì cái này nó chính là gì? A giao với mình sử dụng lực đồ một căn thì B ngang giao C ngang có tính chính là B B hợp C, đúng không? À, tất cả biến cố đó của B hợp C đấy. Thì vậy thì nó đã đảo về công thức là xác suất của biến cố A B ngang nè, đúng không? Đấy, công thức này thì lúc này cái thằng B ngang này là nó chính là B giao B hợp C tất cả gạch đầu, đúng không? Đấy, tất cả gạch ngang đó. Thì cái này nó sẽ bằng BA trừ đi cho xác suất của biến cố A mà giao cho cái B hợp C này. Đó. Đấy, như tính như thế này. Rồi khi mà em thế vô thì BA này giữ nguyên này. Đấy, chỗ này thì mình nhân phân phối vô. Nhân phân phối có nghĩa là cái phép toán giao nó có phân phối với phép toán hợp đó. Thấy không? Thì cái này nó là xác suất của biến cố là A giao B hợp với xác suất của biến cố là A giao C. Là tiếp tục mình lại áp dụng công thức cộng xác suất trong trường hợp này. Thì nó sẽ bằng BA là giữ nguyên này. Thì chỗ này nó sẽ bằng BAB rồi cộng cho BAC rồi trừ đi cho BABC. Thì giờ AB mà giao với AC thì nó ra A giao B giao C thôi. Đấy, như thế này. Đấy. Thì sau đó rồi mình thế số vô thôi. Thế số vô, thấy không? Cái chỗ này nó ra 0,7 nè. Trừ mở ngoặc ra. Thì chỗ này nó ra 0,4 thôi. Vấn đề nó cho 0,4 là A giao B là 0,4. Không? Còn A giao C là 0,3. Không? A giao C là 0,3. Vậy thì cái này 0,4 cộng 0,3 là 0,7 rồi, không? Cái này là trừ cho là 0,1. Thì đáp án ra là 0,1. Đấy, mình đảo là cái bài giải này chỗ này là 0,1. Vậy thì xác suất của biến cố là A giao với B ngang C ngang rồi bằng 0,1. Và tương tự như vậy thì tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái xác suất của biến cố là A ngang giao B giao C ngang. Có nghĩa là B giao cho A ngang C ngang, đúng không? Đấy. Thì mình lại áp dụng công thức cộng xác suất, vận dụng công thức cộng xác suất cho một biến cố, cho hai biến cố, trường hợp ba biến cố. Đấy, tương tự như vậy. Đấy, như vậy thì cái xác suất cần tính của mình là bằng 0,3. Trên đây là 0,6, không? 0,6. Có đúng hai biến cố xảy ra là 0,6, có đúng một biến cố xảy ra là 0,3. À. Rồi, ba biến cố đều không xảy ra. Và cách hai thì mình có thể làm gì đây? Đấy, mình gọi AK là biến cố có đúng K biến cố trong ba biến cố trên xảy ra. À, thì biến cố A0 là bằng 0. A2 chính là ở chỗ cô B này, phải không? Là bằng 0,6, phải không? Rồi A3 là bằng bằng 3 A3 là 0,1 hả?
A3 có nghĩa là cả ba biến cố đều 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 xảy ra đấy. A3 là cái này nè. A3 có nghĩa là cả ba biến cố đều xảy ra này. Để cho là không một. Đấy. Như vậy thì ở đây mình sẽ tính là số sức của biến cố gì đây? A1, A0, A2, A3 có gì thì còn xác suất của biến cố A1. A1 chính là chỗ con C này em. Chỗ con C là A1. Tức là có đúng một biến cố xảy ra. Đấy, thì nó xảy ra gì? Đấy, thì mình sẽ có cái này nó chính là A1. A1. Đấy. Thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của ba biến cố là A0, A2 với A3. Được không? 0,3. Mình tính cái này thì nó nhanh hơn trên đây đúng không? Sử dụng nguyên lý biến cố đối thì nó nhanh hơn ở cái cách 1 này. Đấy, thì đó là cái câu số 9 nha em. Rồi, câu số 10 nó là giải không ạ? Thầy ơi, thầy cho em hỏi cái câu 1.7b á. 1.7 1.7B rồi. Hỏi gì em? Câu b á thầy, em giải á thì nó là biến cố đối lập thì nó sẽ là 1 trừ BA, mà BA ở đây nó nói là có ít nhất một nữ thì mình phải lấy là một nữ trong ba nữ đúng không? Không. Ít nhất một nữ thì nó có một nữ hai nam rồi hai nữ đâu mày bốn người hả? Bốn người thì là Thì một một trong nữ C ba nam một nè, của ba. rồi hai nữ hai nam, rồi ba nữ một nam. À, không có trường hợp bốn nữ, tại vì ở đây nó có ba người nữ làm đơn vị tuyển. Thì cái mô hình này chính là cái mô hình siêu bội ấy, em, mô hình phân phối siêu bội mà mình học ở chương chương 3 đó. Thì ở chương 1 mình chưa học siêu bội đúng không? Thì cái này nó chính là mô hình phân phối siêu bội ở chương 3 đó. À, coi là phân phối siêu bội. Siêu bội ở chương 3. À, mà phân phối siêu bội ấy, thì mình sẽ quan tâm là cái số mình chọn là số nữ hay số nam. Ví dụ như là mình quan tâm số nữ được chọn. Phải không? Số nữ được chọn trong bốn người được tuyển thì nếu mình gọi ít là số nữ, phải không? Ít là số nữ được chọn. Được chọn. Thì lúc này là ít nó sẽ có phân phối siêu bội như thế này. N đó là bằng 8 đúng không? Tại vì mình quan tâm tính chất là nữ được chọn là nữ, tính chất là nữ không? Vậy thì T nó bằng 3 và N nó bằng 4. N nhỏ bằng 4. Đấy. Còn nếu như mà em gọi ít là số nam đi, ít là số nam. À, số nam được tuyển trong trong bốn người được tuyển nè. Thì lúc này ý nó cũng có phân phối siêu bội nhưng mà nó là gì đây? H. Gọi gì? N lớn là 8, T là 5 và N nhỏ là 4. Đấy. Thì nó sẽ quan trọng là mình gọi ít là biến gì ha. Thì cái bài này mình có thể sử dụng mô hình phân phối siêu bội mình làm. Đúng không? Mô hình phân phối siêu bội làm. Đấy. Nhưng mà là cái này là bài tập chương 1 cho nên mình sẽ làm theo các công thức ở chương 1 thôi. Đấy. Rồi, chúng ta có hỏi gì thêm không ạ? Vậy theo cái trường hợp đó là mình lấy hết nam được luôn đúng không thầy? Em hỏi sao? À, nó cho là có ít nhất một nữ thì mình lấy hết bốn nam được mà đúng không? Không. Bốn nam có nghĩa là không có nữ nào. Không có nữ nào biến cố đối của nó rồi. À. Thì là dùng 1 trừ BA là biến cố đối là thầy hả? Đúng rồi. Biến Nếu cố mà mình đối không nữa. dùng biến cố Thì đối ở đây em gọi A là gì? Em gọi biến cố A là gì? gọi biến cố A là nam. Là bốn người được chọn đều là nam Dạ. à. Tức là em gọi A là biến cố là trong trong bốn người được chọn. Đều là nam đúng không? Dạ. Đều là nam. Thì bây giờ cái xác suất cần tính của em là gì? Xác suất cần tính ở chỗ câu B nè. Xác suất cần tính Là một một là trừ sẽ cho là xác suất của biến cố A ngang đúng không? Xác suất của biến đúng cố rồi A ngang thì là một trừ cho xác suất của một biến trừ cố A. BA.
thì 1 trừ cho xác suất của biến đổi A thì xác suất biến đổi A là gì? C45 chia cho C48. Bốn người đều là nữ. C45 hả? Vâng. C45 chia C48 hả? Phải không? Vâng. Vâng. Rồi giờ nào nhỉ? Trường hợp tính là lấy một nữ trong ba nữ và ba nam trong năm nam đó thầy. Tại vì Thì nó đúng có cái công ít thức nhất này là tính một nữ rồi, xác suất là nhiêu? Để bấm máy vậy nè. là Phải cái này của mình là 1 13 phần 14. 13 phần 4 đúng đáp án rồi. Cái bài giải của thầy cũng ra thế thôi đúng không? Để thầy coi lại. Thay vì mình dùng biến cấu đó vậy thì mình tính cái kiểu nó giống như câu A gì này cũng được mà đúng không thầy? Đúng, mình tính Mà vì nó cái hơi biến cố dài B dài. này đó, biến cố B này nè, dấu B này gọi biến cố B đúng không, thì mình có thể tính như sau, tức là xác suất biến cố B nó sẽ bằng gì, trường hợp là chọn được một nữ Trong trong ba ba nữ, nữ, một nữ thì phải còn có ba nam đúng ba nam trong năm nam. không, rồi trường hợp thứ hai là chọn được hai nữ trong ba nữ và hai nam trong năm nam. Trường hợp thứ ba là trường hợp ba nữ trong ba nữ và Trong ba nữ C một 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 năm, năm tất cả chia cho C 48. 48 được. Thì cái này mình tính trực tiếp đó ra đúng không, đúng ngay kết quả Dạ giống. không, giống thì được rồi, tưởng không giống. Cái này là tính trực tiếp, còn này là tính gián tiếp nè, ha cách nào cũng được. Thầy vậy là Hy mình có thể dùng cách tinh kia được luôn hả thầy? Thì cách nào cũng được hết, nhưng mà phải là tính đúng mới được nha. Mà một một nam một nữ ba nam, hai nữ hai nam, rồi ba nữ một nam, không có trường hợp bốn nữ nghe chưa, không có trường hợp bốn nữ. Đấy, có những trường hợp ví dụ như bài này mình sửa cái đề lên, cái ví dụ như đây là mình nói là có 10 người nam và 5 người nữ nộp đơn dự tuyển, thì cái này cái đáp án nó khác rồi đúng không, cũng tuyển bốn nhân viên nhưng mà dù như đây cho là có 10 người gồm 6 nam 4 nữ nộp đơn dự tuyển thì nó ra kết quả khác, tức là chỉ cần sửa sót chút xíu thôi ra kết quả khác, được chưa. Rồi hỏi tiếp đi. Chưa có câu hỏi gì thì thầy giải tiếp cái bài số 10. Thầy hướng dẫn cái câu số 10. Thì một bạn đọc cho thầy cái bài số 10. Này. Kêu kêu đọc đề đương nhiên nó rời khỏi cuộc họp rồi. Phạm Tấn Tài đọc giùm thầy cái đề cho em ơi. Chứ đọc đề khi nó tốt cho em, khi mình hình dung được cái đề cái mình coi lời giải nó dễ hiểu hơn đúng không? Rồi đọc cho thầy em. Một cuộc điều tra cho thấy ở một thành phố có 20,7% dân số dùng loại sản phẩm X, 50% dùng loại sản phẩm Y, và trong số những người dùng Y có 36,5% dùng X. Phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó tính xác suất để người ấy A dùng cả X và Y, B không dùng X cũng không dùng Y, C dùng Y biết rằng người ấy không dùng X. Rồi, thì ở đây thì em gọi tên biến cố trước ha, người giải bài toán xác suất là mình phải gọi tên biến cố. Mà gọi tên biến cố thì mình có thể gọi biến cố AB cho nó giống giống cái công thức ở trong tài liệu của mình, hoặc là mình gọi thẳng cái chữ ít này luôn cũng được ha, ít y này cũng được đấy. Thì bây giờ đây thì gọi ít là biến cố khi mà mình phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố mà dùng người đó dùng sản phẩm ít ấy, thì mình gọi là biến cố rồi người đó dùng sản phẩm ít ha. Đấy, thì bây giờ thì mình giải như sao, đây câu A
Thì giải cái bài tập 1.10 này. 1.10. Em gọi A là biến cố, gọi A hay gọi ít luôn, gọi ít là người được phỏng vấn. Phỏng vấn dùng sản phẩm ít. Gọi ít là biến cố, người được phỏng vấn dùng sản phẩm ít. Và Y là người được phỏng vấn dùng sản phẩm Y. Mình gặp gì thì có nghĩa là nó giống cái câu trên này em ha, hiểu chưa? Đấy thì bây giờ là mình có là cái xác suất dùng ít là bao nhiêu, ai nhớ nói thầy coi, là không phải mấy, không phải mấy. Rồi coi là cái đề, đọc là cái đề này các em. Có 20,7% dân số dùng sản phẩm ít. À, vậy thì nếu như mình phỏng vấn có nhiều người thì xác suất người này dùng sản phẩm ít là nhiêu, là số nào? Số này mà mình bỏ dấu phần trăm thì mình sẽ ghi thành gì? Dạ không không phải hai không phải bảy. Không hai bảy như thế này đúng chưa? Và xác suất dùng y là nhiêu? Xác suất dùng y lên đây. 50% dùng y đúng không? 50% dùng y nè. Được chưa? Đấy. Đây này không phải năm. Và bây giờ em coi cái chỗ này, 36,5% dùng ít. Ở này em đọc kỹ hết nguyên cái câu này nghe, chứ đừng có đọc thiếu. Thì trong số những người dùng y có 36,5% dùng ít, có nghĩa là sao? Có nghĩa là em Ít phỏng vấn có điều kiện y. Đúng rồi, có nghĩa chỗ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là em phỏng vấn ngẫu nhiên một người mà biết chắc chắn là người đó đã dùng sản phẩm y rồi đó. Thì em phỏng vấn người đó thì xác suất người đó dùng ít là 36,5%. Ha, tức là chỗ này mình sẽ ghi là B ít xẹt y, tức là xác suất người đó dùng ít biết rằng người đó đã dùng y là 0,36 nào. Là 0,36 nào. Đấy. Thì bây giờ đó là bây giờ câu A là xác suất cần tính là dùng cả ít và y. Câu A là gì? Mình ghi là xác suất cần tính. Xác suất cần tính tức là xác suất người được phỏng vấn dùng cả ít và y đó. Nếu mà ghi gì nó dài quá, không? Mình ghi là xác suất cần tính. Thì A nó kêu tính xác suất là người được phỏng vấn dùng cả ít và y, tức là xác suất của biến cố ít giao với y đúng không? Ít giao với y. Và ở đây mình có áp dụng công thức nào? Thì ở đây nó có ít với điều kiện y nè, vậy thì mình phải phải tính xác suất y xảy ra trước đúng không? Xác suất y xảy ra trước rồi mới nhân cho xác suất của biến cố ít với điều kiện y. Đấy, thì công thức nhân xác suất ở đây nè, công thức nhân xác suất là mình có công thức là gì đây? Xác suất của biến cố a giao b bằng xác suất của biến cố a nhân cho xác suất của biến cố b với điều kiện a đúng không? Cái này mình học rồi nè. Đó, mình vận dụng xuống đây, vận dụng xuống đây. Theo kịp không ạ? Đó, rồi mình thế số vô phải không? Đó, bây giờ em nhân vô thử coi ra nhiêu. Dạ 0,1825. 0,1825 đúng rồi. Đó, thì coi câu câu A mình coi như xong nè. Rồi câu B nó nói là không dùng ít và cũng không dùng y. Nó là biến cố nào? Câu B xác suất người được phỏng vấn không dùng ít và cũng không dùng y, chữ cũng không dùng y. Nếu nếu mình ghi ra dài thì mình ghi là xác suất cần tính là được rồi ha. Đấy, thì ghi ra gì đấy, một câu thì ghi là xác suất cần tính, còn một câu thì ghi ra hết cái này để cho em thấy là nếu mà mình ghi hết thì nó dài, còn còn nếu mà mình ghi không hết thì nó không đủ nghĩa, không đủ nghĩa đấy. Vậy thì cái xác suất này nó chính là gì? Mình triển khai cái xác suất này thành công thức này, xác suất này không dùng ít tức là ít ngang đúng chưa, không dùng y tức là y ngang, ít ngang giao với y ngang. Nhưng mà cái này nó là biến cố đối của biến cố là gì? Dùng ít nhất một sản phẩm, phải không? Phải vậy không?
Đấy, nó chính là biến cố đối của biến cố x hợp y. X hợp y thì là nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố x hợp y. À, x hợp y. Nhưng mà xác suất của biến cố x hợp y thì mình lại dùng công thức cộng xác suất vô đây. Dùng công thức cộng xác suất vô đây. Thức cộng xác suất thì nó bằng là xác suất của x rồi cộng cho xác suất của biến cố y rồi trừ đi cho xác suất của biến cố x giao y. X giao y là mình đã tính ở trên câu A rồi đúng không? Đó, rồi thế số xuống. Rồi bấm máy giùm thầy coi kết quả ra nhiêu. Rồi mình ghi cái số trước đi. Chỗ này ra nhiêu? 0,207 nè. Rồi cộng cho 0,5 trừ cho 0,1825. Ra nhiêu ra? Bấm máy tính giùm thầy coi. 0,4755. 0,4755 hả? Bao nhiêu Dạ. thật ra cái bài này thầy cũng có giải rồi nhưng mà không biết giống phù hợp với kết quả của em không, để thầy coi lại. 4755 chính xác rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái câu C. Câu C là yêu cầu cái gì? Dùng x biết rằng người ấy, dùng y biết rằng người ấy không dùng x. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình phỏng vấn ngẫu nhiên một người mình biết ông đó không dùng x rồi đó. Mình vô nhà ông mình thấy ông có dùng sản phẩm x được không? Như ông thầy Lan vô vô nhà khám bệnh rồi thấy cái lông gà đó, ông này mới ăn thịt gà. Vô rồi thấy ông có dùng sản phẩm x rồi không? Đây, này, tính xác suất ông này dùng y ha. Đấy. Thì bây giờ đây này. Câu C. Mình ghi xác suất càng tính thì cho nó nhanh ha. Xác suất càng tính. Tức là xác suất dùng y biết rằng người ấy dùng ít, tức là mình ghi dấu sạc thế này. Đấy, thì bây giờ em cứ việc áp dụng phải không em? Ủa? Chắc không dùng thì Không dùng ít hả? không dùng ít thì Không dùng ít thì xin lỗi, cái này là không dùng ít thì mình gạch ngang. Vô nhà không thấy cái giỏ sản phẩm nào ít hết trơn không, nhưng của sản phẩm ít hết thì ông này không dùng ít, biết chắc ông này không dùng ít là phỏng vấn còn không dùng ít, xác suất là nhiều không. Thì bây giờ đó là mình sẽ có công thức là xác suất của biến cố x ngang giao với y đúng không? Chia cho xác suất của biến cố x ngang. Đúng chưa? Đây này đúng như cái công thức thầy mở ngoặc ở đây là sử dụng công thức này. Sử dụng công thức là xác suất của biến cố A với điều kiện B đó. Đúng không? Thì nó bằng là xác suất của biến cố A giao B và chia cho xác suất của biến cố B đúng không? Thì cái này là công thức xác suất điều kiện đó, xác suất điều kiện không. Đấy, thì em lưu ý là thầy mở ngoặc ra đây là gì để cho các em dễ hình dung những cái công thức nào mà vận dụng vô đúng không. Đấy, thì qua những cái bài này em mới thấy vai trò những cái công thức này phải không. Đấy, mình mới vận dụng mấy công thức này vô mới giải được, chứ nếu mà mình kiểu mình học xác suất theo kiểu ở chương trình phổ thông là tính số biến cố sơ cấp thuận lợi cho nó rồi chia cho cái số phần tử không gian mẫu thì không làm được bài này. Đó, thì bây giờ ở đây nó sẽ là gì? Bây giờ mình lại sử dụng cái công thức xác suất của biến cố x y trừ x, cái này y trừ x nè. À, bây giờ em sẽ sử dụng thêm cái công thức nữa là gì? Ở đây em sử dụng thêm cái công thức nữa là xác suất của biến cố AB ngang đúng không? AB ngang tức là A trừ B đấy. Thì bằng xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà bây giờ như vậy thì chỗ này mình phải sử dụng hai công thức. Đấy, sử dụng hai công thức này. Thì nó hơi phức tạp thôi, bây giờ mình sử dụng một thôi, sử dụng công thức thôi, sử dụng hai công thức này luôn ha. Thì bây giờ đây sẽ bằng là xác suất của biến cố gì em? Y y đúng không, trừ đi cho xác suất của gì thôi. Y X y tức là x giao y đó, x y là x giao y đó nha, x giao y hay là x nhân y đó. Rồi rồi chia cho xác suất một trừ cho xác suất của biến cố gì của y không. Đấy, thì ở đây mình cũng sử dụng công thức xác suất biến cố đối nè, không biến cố a ngang thì bằng một trừ đi cho xác suất của biến cố a, một trừ đi cho xác suất biến cố a, tức là mình sử dụng nhiều công thức trong đây
chứ không phải tôi chỉ có một hai công thức là ra đâu, đúng không? Đấy, rồi bây giờ mình thấy số vô này, chỗ này là 0,5, còn chỗ này là 0, mấy ít vô y trên mình tính rồi, 1825, 1825 rồi 1 trừ chia cho cái gì đi, 1 trừ cho 0,207 đúng không? Rồi thế số vô. Rồi bấm máy anh thầy. 0,4004 hả? À 0,4004. À, giống cái kết quả của cái bài làm của thầy đó. Đó là bài số 10 anh em. Bài số 10. Thì khi mà giải bài thì thường hay thầy sẽ ghi chú thêm mấy cái công thức mình sử dụng trong bài nè, để cho các em dễ hình dung ha. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục coi câu bài 11. Bài 11 là nó nói là cho hai biến cố có xác suất dương. Có xác suất dương có nghĩa là do là BA này nó lớn không đúng không? Rồi BB này cũng lớn không luôn. Lớn không là xác suất nó dương đó, tức là không có bằng không, xác suất dương. Và nó xung khắc nữa. Xung khắc có nghĩa là A cho B bằng biến cố gì các em? Xung khắc có nghĩa là A giao B bằng biến cố gì? A cộng B á. A giao B là biến cố không. Xung khắc cái nghĩa hai biến cố xung khắc nghe chưa? Xung khắc có nghĩa là thằng này xảy ra thì kia không xảy ra được. Hoặc là thằng kia xảy ra thì này không xảy ra. Đây gọi là xung khắc như nước với lửa. Đúng không? Như nước lửa, chỗ nào có nước thì không có lửa, chỗ nào có lửa thì không có nước. Nhưng mà thực tế cái câu đó nó cũng sai rồi. Bây giờ có khi có nước nước có chỗ có nước và vẫn có lửa, chẳng hạn như có dầu mà nổ trên mặt nước thì nó vẫn có lửa như thường đúng không? Đấy. Cho nên là nói xung khắc với nước với lửa thì nó không có xung khắc bằng hai biến cố xung khắc này đâu, đúng không? Hai biến cố xung khắc là coi như thằng này xảy ra thì thằng kia nó không xảy ra. Đấy, rồi nó hỏi là hai biến cố xung khắc này nó có độc lập không? Độc lập có nghĩa là sao? Độc lập có nghĩa là A giao B nó phải bằng gì đây? Xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B. Độc lập á. Độc lập có nghĩa là gì? Độc lập có nghĩa là xác suất của biến cố A giao B bằng xác suất biến cố A nhân cho xác suất biến cố B, theo định nghĩa hai biến cố độc lập này. Đúng chưa? Đấy, thì vậy thì hai biến cố xung khắc có độc lập không? Tức là nó có, nếu mà hai biến cố xung khắc thì nó có xảy ra điều này không các em? Có xảy ra điều này không? Có xảy ra cái điều mà thầy đóng khung này không? Thầy đóng khung này không? À, em nào giải thích cho thầy nghe. Nếu nó là hai biến cố xung khắc thì nó có xảy ra cái khung mà thầy vừa tô ở trên bảng này không? Em nào nói cho thầy biết này, có không? Vậy thì Xuân Mai nói được không? Dạ chưa thầy ơi. Vậy hả? À, bây giờ thầy nhắc lại nè. AB xung khắc phải là AB giao B bằng biến cố không không? Phải này chưa? Phải chưa? Dạ. Phải không em? Mà xác suất của biến cố gì thì xác suất của biến cố A giao B chỗ này mình ghi thành là xác suất của biến cố không đúng không ạ? Mà xác suất biến cố không là bằng nhiêu em? Bằng không, đúng không? Xác suất của biến cố không là bằng không. Nhớ chưa? Và xác suất biến cố chắc chắn là bằng 1, nhớ chưa? Mình học xác suất rồi mình phải nhớ hai mấy cái đó. Xác suất biến cố không là bằng gì? Bằng không. Xác suất biến cố chắc chắn là bằng 1. Đúng chưa? Đấy thì bây giờ A giao B là biến cố không rồi, như vậy thì xác cái số ở bên phía trái này nè. Cái số này nè là nó bằng không. Còn cái số bên phía phải là gì đây? Tại vì A BA dương BB dương vậy thì nhân với nhau nó phải dương không? Cái số bên đây là khác không. Còn cái số này nó bằng không thì hai cái này không thể nào bằng nhau được. Mà không bằng thì nó không độc lập, đúng không? Chừng nào có dấu bằng chỗ này xảy ra thì hai biến cố mới độc lập, đúng không? Đấy, cho nên là rõ ràng là nếu mà hai biến cố có xác suất dương và xung khắc thì nó sẽ không độc lập. Thế người ta hỏi là hai biến cố xung khắc có độc lập không, mình trả lời làm sao? Trả lời làm sao với em? Có độc lập không? Chưa hiểu à? Vẫn chưa hiểu các em. Đây cái bài giải câu 11 của thầy đây nè. Các em xem rồi chép vô đi rồi từ từ mình hiểu. Gì hết ha. Đừng lo lắng.
Thì bây giờ đây là nó hỏi là AB có độc lập không, thì mình trả lời là AB không độc lập ha. Câu trả lời là AB không độc lập. Tại vì sao? Vì AB xung khắc nên là A giao B là biến cố không. Đấy, mà AB là biến cố không cho nên là xác suất của biến cố A giao B đó là bằng bằng không. Đấy. Nhưng mà vì đề bài nó cho là AB này có xác suất dương hết, đúng không? Có xác suất dương hết cho nên là BA dương và BB dương. À, mà hai cái số này nó dương hết trơn thì nhân với nhau thì nó ra số dương. Số dương có nghĩa là nó lớn hơn không. Một số lớn hơn không thì sao nó bằng không được, đúng không? Cho nên là cái này nó khác nhau nè. Nó khác nhau. Cho nên là nó không độc lập. Đó là giải thích tại sao nó không độc lập nha các em. Như vậy thì ở đây ví dụ như người ta hỏi là hai biến cố xung khắc có độc lập nhau nhau không, thì mình trả lời là chưa chắc. Thì có trường hợp nó độc lập, có trường hợp nó không độc lập, đúng không? Giả sử hai biến cố xung khắc mà nó đều nó xác suất đều bằng không hết thì sao, là cái dấu bằng ở đây nó sẽ ra, đúng không? Thì nó có thể là nó độc lập, cho nên ở đây mình trả lời là chưa chắc, có thể nó độc lập có thể nó không. Cho nên là từ cái điều kiện xung khắc là mình không có thể suy ra độc lập được, đúng không? Thì mình hiểu rõ thêm một vấn đề thông qua một cái bài tập như thế. Rồi cứ đứa nào hỏi thêm gì không ạ? Thầy, thầy cho em hỏi là lúc nào thì mình sẽ dùng công thức của xung khắc này, tại vì em đang bị không hiểu là khi nào sẽ dùng của xung khắc đó. Hai biến cố xung khắc thì đề nó cho xung khắc thì mình nói xung khắc thôi. Tại sao hai biến cố xung khắc là nó không thể nào cùng xảy ra thì gọi là xung khắc, đúng không? Ví dụ như là lúc nãy là mình có tính xác suất của biến cố A, B, C ngang như thế này, rồi cộng cho xác suất của A, B ngang C, rồi cộng cho A ngang B, C. Thì cái này với cái thằng này với thằng này là xung khắc nè. Tại sao biến hơn xung khắc? Một cái là B xảy ra, đúng không? Cái này nó có B xảy ra nè. Còn cái này là thằng B nó không xảy ra. B không xảy ra. Thấy không? Thì rõ ràng hai này nó xung khắc nhau. Hai thằng này với thằng này nó xung khắc nhau là thấy chưa? Mà sử dụng công thức xung khắc thì xác suất của tổng nó sẽ bằng tổng xác suất. Nếu mà nó xung khắc thì xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Còn nếu nó không xung khắc thì sao? Nó có nên là được gì không? Không. À, nếu nếu AB không xung khắc. AB là không xung khắc. Không xung khắc thì sao? Thì xác suất của biến cố A cộng B nó sẽ bằng xác suất của biến cố A cộng đi cho xác suất của biến cố B rồi đi trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B, đúng không? Nếu nó không xung khắc thì nó phải trừ thêm cái lượng này nè. Nó trừ thêm cái lượng này nè. Thấy không? Đó. Còn nếu nếu mà nó xung khắc á, thì nó bỏ thằng này, nó bỏ thằng này, nó xung khắc thì nó bỏ thằng này. Tại vì nếu xung khắc thì a giao b là bằng biến cố không, mà xác suất biến cố không là bằng không rồi, cho nên nó trừ đâu có tác dụng gì đâu, không? Cho nên xung khắc thì nó dễ tính toán cho trường hợp là tổng của gì đây, của các cái biến cố, tổng của cái xác suất của tổng các biến cố. Còn đấy, ví dụ như ABC mà nó không không có xung khắc, không xung khắc, không xung khắc thì mình sẽ có là xác suất của biến cố A cộng B cộng C, dấu cộng này chính là dấu hợp cái biến cố của các em, thì nó lại phức tạp, nó bằng BA cộng BB rồi cộng cho BC rồi mới trừ đi cho gì đây, BAB rồi BAC rồi BBC rồi sau đó nó mới cộng rồi cho BABC. Đấy. Nếu trường hợp nó không xung khắc thì nó phức tạp, công thức nó phức tạp như thế này. Còn nếu như nó xung khắc ABC thì xung khắc, xung khắc từng đôi hay là xung khắc cũng được, xung khắc từng đôi tức là hai giao hai biến cố bất kỳ nó bằng biến cố không, thì mình chỉ có đơn giản công thức như thế này thôi, là xác suất biến cố A cộng B cộng C bằng xác suất của biến cố A cộng xác suất của biến cố B cộng cho xác suất của biến cố C. Đấy.
Đấy thì mình sử dụng xung khắc là mình sử dụng mình tính tới tổng, xác suất của biến cố tổng nó dễ hơn đúng không? Đấy. Còn khi nào mình sử dụng biến cố độc lập, thấy không? Trường hợp là hai biến cố A, B bất kỳ. Bất kỳ là có nghĩa là nó có thể nó độc lập hay là không độc lập. Thấy không? Thì mình sẽ có xác suất của biến cố A do B nó sẽ bằng gì kia? Bằng xác suất biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A đúng không? Đấy là bất kỳ nè. Còn trường hợp nếu mà AB độc lập thì sao? AB độc lập thì mình cứ việc là lấy xác suất của biến cố A giao B nó bằng là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B thôi, đúng chưa? Đấy thì rõ ràng nếu mà độc lập đó, thì việc xảy ra của B nó không ảnh hưởng đến việc xảy ra của A, nó không ảnh hưởng đến xác suất của biến cố B, thấy không? Đấy. Cho nên nếu nếu mà độc lập thì cái xác suất của tích nó bằng tích xác suất, thấy không? Còn nếu mà trong trường hợp tổng quát đó, thì xác suất của biến cố tích nó sẽ bằng xác suất của biến cố này và nhân cho xác suất của biến cố kia với điều kiện biến cố này đã xảy ra, nó hơi phức tạp. Còn đối với cái tính xác suất của biến cố tổng thì nếu nó xung khắc tương đôi thì xác suất của tổng nó sẽ bằng tổng xác suất, nó dễ hơn. Đó. Còn nếu mà nó không xung khắc thì mình phải cộng thêm một cái lượng và trừ đi một cái lượng này, nó rất là phức tạp, đúng không? Đấy. Cho nên là có bạn hỏi là tại sao mà khi nào mình sử dụng tính chất xung khắc, khi nào sử dụng tính chất độc lập, là hỏi đúng rồi đó, hỏi trọng tâm rồi đó, thấy Thầy thầy có thể chuyển con kia kéo xuống trường kỳ cái cuối được cái gì em, chỗ bài nào đây hả, bài nãy thầy mới vẽ là trường kỳ đây cuối hả? À, tức là cái nếu mà nó xung khắc đó, thì nó không xung khắc thì nó sẽ như thế này, còn nó xung khắc là như thế này, còn nó bất kỳ thì công thức nhân nó sẽ là như thế này, còn nếu mà độc lập thì công thức nhân nó sẽ là thế này, thấy không? thầy có thể thường á thì sẽ phân biệt ở ngoài nó không có vô cái bài làm á thì phân biệt dễ hơn, nhưng mà khi vô bài làm rồi á thầy các nó không có biết là dùng xung khắc khi nào mà dùng độc lập khi nào á. Cái đó cũng khó khăn cho các em, tại vì mình mới tiếp xúc với cái môn học, phải không? Thì cái đó là phân vân là đúng rồi, thấy không? Thì bây giờ thầy làm quen, khi thầy gặp bài toán thì sẽ biết được cái nào nó độc lập hay không, phải không? Ý em cũng phân vân vậy đúng không? Thì thôi cũng mình cứ giải từ từ đi gặp, phải không? Thì bây giờ em đọc vô bài toán này nè, ví dụ như em đọc bài 1.12 này nè, đứa nào mới hỏi đọc giùm thầy nè, không nắm nắm được tên. Thưa thầy, theo một cuộc điều tra thì xác suất để một hộ gia đình có máy vi tính nếu thu nhập bằng hàng năm trên 20 triệu đồng là 0,75 trong số các hộ điều tra thì 60% có thu nhập trên 20 triệu và 52% có máy tính. Tính xác suất để hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên. A có máy vi tính và có thu nhập hàng năm trên 20 triệu, B có máy vi tính nhưng không có thu nhập trên 20 triệu và C có thu nhập hàng năm trên 20 triệu, biết rằng hộ đó không có máy vi tính. Các em chờ thầy một chút, để em chờ thầy một chút này. Anh nghe nè. Ủa sao vậy? Mình chưa gỡ hả? Vậy sao? Không, anh nhớ anh ký rồi mà. Vậy hả? Là bữa hôm gỡ cho ai ta, là em hỏi ai vừa rủ hả? Để anh coi là có gì anh cho em hay sao. Cái em chờ thầy một tí nha các em. Thì cái bài là 1.12 mình đặt tên biến cố như thế này không, và từ cái đề á là mình sẽ ghi các cái sự kiện này xuống và mình sẽ giải cái câu A là như thế này. Còn câu B là nó nói là xác suất hộ gia đình có máy vi tính nhưng không có thu nhập trên 20 triệu, thấy không? Này nó giống như chữ và, nhưng mà ở đây là biến cố A trừ B, A xảy ra nhưng B không xảy ra, đúng không? Thì ở đây áp dụng công thức xác suất của biến cố hiệu là thấy số ra là nó sẽ ra là bằng 0,07,
không? Và xác suất rất là thấp. Thế còn câu C á thì em thấy câu C là nó yêu cầu là tính xác suất hộ gia đình có thu nhập trên 20 triệu biết rằng hộ gia đình đó không có máy vi tính. Tức là cái này có chữ biết rằng ở đây đó, nó chính là gì? Nó xác suất điều kiện nha. Nó có chữ biết rằng nó chính là xác suất điều kiện ha. Thì là B với điều kiện A ngang. B với điều kiện A ngang thì nó bằng là B A ngang đó, B A ngang chia cho B A ngang. Thì mấy công thức này là từ giờ mình có nghiên cứu rồi, thấy không? Thì các em xem rồi. À, chúng ta còn trao đổi gì, có cần gì trao đổi không, có hỏi gì không? Bài chào bài tập 1.13 là bạn nào đọc cái đề này? Nguyễn Linh Duy. Tên Nguyễn Linh Duy không? Em đọc cái đề này 1.13 này. Trong một đội tuyển có hai vận động viên A và B thi đấu. A thi đấu trước và B hy vọng 80% thắng. Do ảnh hưởng tinh thần, nếu A thắng thì có 60% khả năng B thắng trận. Nếu A thua thì khả năng này của B chỉ có 30%. Tính xác suất của các biến cố sau: A đội tuyển thắng trận, thắng hai trận; B thắng trận; C là đội tuyển thắng ít nhất một trận; D là đội tuyển chỉ thắng có một trận. Rồi, thầy cảm ơn em. Thì ở đây là mình sẽ quan tâm đến hai biến cố, rồi biến cố A là vận động viên A thắng ha. Thì chỗ này em đặt tên biến cố là A là vận động viên A thắng luôn nè. A là biến cố là vận động viên A thắng. Và B là biến cố là vận động viên B thắng. Đấy. Vậy thì xác suất đội tuyển thắng hai trận có nghĩa là xác suất của biến cố A vào B, A vào B là A thắng và B thắng luôn đúng không? Đấy, thì đội tuyển thắng hai trận. Đấy. Cái này ra nhiều. Thì cùng mình tính. À, tính sao em? Cái này tính sao? Em đọc cho thầy đi. À, bạn nào mới đọc á? À, cái này tính sao em? Tính theo công thức nào? Dạ thầy lấy ta Lấy B, B về công thức là trước. Thì xác suất của gì? Ai thi đấu trước? Dạ thầy là xin xin qua nhau rồi thì là đấu bằng B gì nhân cho gì là một BA hả?
B của dạ thầy là B A nhân cho B của B B không ạ? B hả? Phải gì không? Ý em là gì không? Không. Vậy là chưa đúng. Hay, Hai biến cố này là vẫn em nghĩ chưa đồng học. là em nghĩ là Hả? dạ với thầy là gì gì là bằng của a điều kiện b không? B với điều Nó phải là BA nhân cho B chia A. B với điều kiện A chứ không có B chia A, biến cố không có chia, cái này là biến cố không có chia. Đây là xác suất của biến cố B với điều kiện A, đúng chưa? Đấy. Thì cái xác suất của biến cố A là nhiêu? Là 0,8. Không biết tám Rồi B với điều kiện A là bao nhiêu? Cái này hay là cái này? không biết sao Tức là B thắng với điều kiện A thắng, đúng không? Cái này là 0,48. Không. Đấy. Thì nếu A thắng thì thằng B nó sẽ có khả năng là thắng là 60%. Còn nếu thằng A thua thì cái khả năng này của B chỉ còn là 30%. Đấy, tức là cái đề bài từ đề bài mình sẽ có là BA nè là 0,8 nè. Còn B với điều kiện A thì nó là 0,6. Còn B mà với điều kiện A ngang đó, B với điều kiện A ngang là bằng 0,3. Từ cái đề là mình sẽ suy ra được mấy cái thằng này, thấy không? Rồi mình mới giải mấy câu dưới đây. Còn xác suất B thắng trận thì nó chưa có. Ví dụ như thằng A thi đấu xong á mà người ta không có cho biết kết quả A thắng hay thua, thì bây giờ tính xác suất B thắng là như, tức là mình tính xác suất BB không như thế này, không thì mình sẽ xảy ra hai trường hợp là B thắng trong trường hợp A thắng hoặc là B thắng trong trường hợp A thua, không thì cái thằng AB giao B này là nó bằng 0,48 rồi. Còn cái thằng A ngang B này thì mình sử dụng công thức nhân xác suất tiếp thì nó sẽ bằng là BA ngang rồi nhân cho BB với điều kiện A ngang. Đấy, thì đố em thì cái này bao nhiêu bằng bao nhiêu cái này nè, tính cho thầy coi bao nhiêu. Rồi đứa nào tính thì thầy nó tên tên thì thấy không có đầy đủ rồi. Dương Ngọc Tuyết. Dương Ngọc Tuyết tính cái chỗ mà thầy khoanh lại này nhìn thầy. Hở gì em thấy này học kỳ quá, người kêu không nghe. Đỗ Thị Thu Thủy. Đỗ Thị Thu Thủy có không? Có luôn hả? Nguyễn Thị Thu Xuân. Dạ thầy là bằng 0,2 nhân với 0,3 là 0,06. Thì này mình sẽ ra là 0,48 cộng cho 0,06 thì ra là 0,54 đó. Không, 0,54. Chỉ đi thì xác suất của biến cố B thắng trận là 0,54. Thì em thấy cái số 0,54 này nó giữa con số 0,3 với 0,6 đúng không? Một bạn hỏi thầy cái gì đây thì coi coi. Gia hạn là sao? Ủa cái bài máy mà gia hạn em chưa? Xác suất nhóm 5 hả? Xin lỗi. Em nhóm 8. Dạng nhiều nhóm. Rồi. Để thầy nói cái bài 1.13 là lại đây nè.
không? Thì cái này cái lời giải của câu B này em, câu B này tức là xác suất B thắng chặn không? Xác suất B thắng chặn là này 0,54 này. Rồi bây giờ câu C là nó là đội tuyển thắng ít nhất một trận, tức là mình tính xác suất của biến cố A hợp B đúng không? Đấy, và đề bài nó cho như thế này, có nghĩa là A do B là khác không, khác biến cố không rồi, cho nên là nó không xung khắc, cho nên mình áp dụng công thức cộng xác suất này. Thì đội tuyển thắng ít nhất một trận là 0,86. Không? Có nghĩa là 86% khả năng là đội tuyển có trận thắng. Không? Có nghĩa là theo tinh thần là đi thi cử hai người đi thì có ít nhất một người có trận thắng, có nghĩa là có huy chương này đúng không? Rồi, câu C là đội tuyển thắng hai trận, thắng đội tuyển chỉ thắng có một trận, thắng có một trận này, tức là A thắng B thua hoặc là A thua B thắng, hai cái thắng này thôi. Thì cái này mình hai biến cố này nó xung khắc rồi nè, thấy không? Hai biến cố này xung khắc rồi nè. Tại sao xung khắc không? Một cái B thua, một cái B thắng là làm sao mà nó cùng xảy ra được đúng không? Nó xung khắc. Cho nên là xung khắc thì xác suất của tổng là bằng tổng xác suất. Cái này là xác suất của tổng nè. Xác suất của tổng. Còn cái này là tổng xác suất. Tổng xác suất, đúng không? Mình thấy cái chữ dấu cộng này nó nằm trước cái chữ B đúng không? Cộng xác suất. À, tổng xác suất. Nhưng mà từ đây qua đây đó thì nó lại áp dụng công thức A trừ B, xác suất của biến cố A trừ B thì bằng xác suất biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A cho B, đúng không? Để còn xác suất của B trừ A thì bằng xác suất của biến cố B trừ đi cho xác suất của biến cố A cho B. Để. Thì cái này xác suất biến cố A của mình là 0,8 nè. Của xác suất của biến cố B là 0,54 nè. Và của A cho B là 0,48 mà hai lần, đúng không? Hai lần. Đó mình trừ ra. 0,38. Thì ở đây thì mình sẽ đi vòng vòng qua cái công thức cộng xác suất trong trường hợp hai biến cố xung khắc nè. Rồi ở đây mình sử dụng công thức biến cố hiệu phải không? Còn cái cách khác nữa là mình có thể tính theo cái công thức nhân xác suất đúng không? Công thức nhân xác suất thì a b ngang thì nó sẽ bằng cái gì? BA nhân b ngang với điều kiện a. Cái này biết tại sao nó ra 0,4 không? Thì cái thằng này á thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. À, B với điều kiện A. Thì cho nên là thằng này nó bằng 0,4 nè. 1 trừ cho 0,6 là 0,4. À, còn chỗ này là BA ngang nhân BB với điều kiện A ngang thì lúc nãy bạn của bạn tính rồi. Là 0,06 cộng vô 0,32 là 0,38. À, tức là chỗ câu câu 2 này, câu D này mình làm theo hai cách cũng được. Một cách là công thức xác suất của biến cố hiệu phải không? Còn một cách là mình có thể sử dụng cái công thức xác suất của biến cố với cứu tích. Đó là cái bài tập 1.13. Thì còn lại cái em đọc cho thầy cái bài tập 1.14 luôn. Để tập 1.14 này nó giống như cái bài diệt sâu ở trong tài liệu của chúng ta. Thấy không? Rồi một bạn đọc cái đề này. Em mình nghĩ giải dây đây này. Hả? Mình giả bộ nghĩ giải dây một xíu đi. Nghĩ vậy nào quá hả? Mình giả bộ nghĩ giải dây một xíu đi. Là sao? Nghĩ giải lao. Nghĩ chút xíu. Nghĩ giải lao hả? Trời, nghĩ giải lao, nó nghĩ giải lao nhớ này. Giải dây là hết hồn chứ. Rồi thôi, nghĩ giải lao tí đi. Rồi nghĩ giải lao ha, 10 phút đi ha. 4 giờ 15 tới 4 giờ 25 vô. Rồi.